Nhắm mắt nghe cho nó đỡ chói con. Nó sẽ nhiều mụn lắm con ạ. Để vậy nó không có hết, nó cứng. Dạ. Mụn con nó cứng, con nhìn cái cục mụn là con biết rồi. Dạ. À, tại vì con sức cái đó nó làm da con nó mỏng hơn á. Dạ. Ừ, cho nên là nó sẽ không được dễ chịu xíu ha. Nên con phải cố gắng một tí. Rồi, ngay cái chỗ này. Ban ngày con có bôi chống nắng thêm không? Hay là con chỉ bôi thuốc thôi? Vậy con chỉ bôi cái thuốc bác sĩ kêu, chứ không có chống nắng. Trong ba liếng nha. Chào em nha. Cố gắng xíu con ha. Dạ. Nghe cố gắng xíu, hít thở sâu một tí. Để cô lấy đây. Tại vì nó cứng lắm con, thấy không? Nó rất là cứng. Rồi cái da của con nó mỏng. Này con để nguyên hiện trạng qua cô lấy là nó đỡ hơn. Thank you.
Rồi rồi. Hold on. Nó về tránh nắng kỹ tí nha, không nó bị tăng sắc tố lên đấy. Yeah. Bịt một lớp khẩu trang y tế, thêm lớp khẩu trang vải nữa. Nhớ cô chụp, cô làm phòng. Con đi từ giờ đến Tết nha, mỗi tuần con qua một buổi nha. Dạ. Cố lên con, cố lên. Sắp được một bên rồi nè. Dạ. Lần đầu là nó nhiều như vậy, mấy lần sau nó hết rồi, nó còn ít nha. Dạ. Phải cố gắng trong lần đầu. Mình lấy cái mình rồi mình bôi thuốc cho nó phục hồi lại cái da là ok. Dạ. Nhìn này nó Mẹ đừng nhúc nhích nha. Coi giận xíu không? Ok. Cho con nghỉ tí.